Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang cùng với các địa phương trên cả nước triển khai thông tư 78 của Bộ Tài chính về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Do dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Ninh, trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Xin ông cho biết một số nét về cái công tác triển khai thông tư 78 của Bộ Tài chính về áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn. Khi Bộ Tài chính ban hành quyết định 206 về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2022 cho 57 tỉnh còn lại, thì Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thì Cục Thuế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo hóa đơn điện tử trên địa bàn, ban hành chỉ thị áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn tỉnh Đồng Nai. Và Cục Thuế cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức ngành thuế và tổ chức tập huấn cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử từ tháng 4 năm 2022 và đến 31 tháng 5 năm 2022 này, thì toàn tỉnh Đồng Nai phải chuyển đổi hóa đơn điện tử sang thông tư 78 theo quy định. Thì đồng thời Cục Thuế cũng đã ban hành các công văn hướng dẫn người nộp thuế chuyển đổi hóa đơn điện tử trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 và tuyên truyền trên các phương tiện báo đài, trang web, nhóm Zalo Cục Thuế, nhóm hỗ trợ để người nộp thuế biết thực hiện chuyển đổi trước 31 tháng 5. Việc triển khai hóa đơn điện tử thì có mang lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh thưa ông? Đối với tổ chức cá nhân bán hàng hóa dịch vụ thì giảm thủ tục hành chính liên quan đến hóa đơn, giảm chi phí liên quan đến việc gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn và giảm rủi ro về việc mà mất hóa đơn. Hộ kinh doanh thì không cần đến cơ quan thuế để mua hóa đơn mà có thể là tự phát hành và sử dụng, không cần phải báo cáo hóa đơn như trước đây. Còn đối với tổ chức cá nhân mà mua hàng hóa dịch vụ thì giúp người mua dễ dàng tra cứu và đối chiếu được hóa đơn điện tử do người bán cung cấp. Thứ hai đó là giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, như là giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn và không cần cái không gian lưu trữ nhiều như trước đây. Giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ về thủ tục hành chính thuế, ví dụ như là đi nộp báo cáo hóa đơn hàng quý, phát hành hóa đơn theo thông tư 32 và nghị định 51 trước đây thì nhiều thủ tục hơn. Tiếp theo là khắc phục cái rủi ro làm mất, cháy, hỏng khi mà sử dụng hóa đơn giấy, và đặc biệt là khi mà chuyển đổi hóa đơn điện tử thì tạo sự an tâm cho người mua hàng hóa dịch vụ. Được biết, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức một số cái buổi tập huấn cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh về cái triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Vậy thì ông có thể cho biết một số cái khó khăn vướng mắc mà các hộ kinh doanh đang gặp phải khi triển khai cái hóa đơn điện tử là gì? Về khó khăn vướng mắc mà hộ kinh doanh thường gặp á, nó là việc kế toán hộ kinh doanh chủ yếu là người nhà hoặc là hộ kinh doanh tự khai nên chưa có quen với cái kỹ năng sử dụng cái phần mềm và còn e ngại việc chuyển đổi. Thứ hai đó là cái tâm lý của hộ kinh doanh nó còn đợi tới sát ngày mới chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Thứ ba là hộ kinh doanh chưa có thay đổi cái thói quen cũ khi mà chuyển đổi sang hóa đơn theo thông tư 78, đó là họ lo ngại cái việc là phải chừa số cuối tháng họ mới xuất hóa đơn, xuất lùi ngày như hóa đơn giấy, thì họ chưa có quen vấn đề là khi bán hàng phải xuất hóa đơn liền, hóa đơn ngay. Cuối cùng đó là những cái hộ kinh doanh mà họ xuất hóa đơn rất ít trong tháng mà họ phải mua hóa đơn điện tử chỉ ghi số là họ e ngại. Thì những cái chi phí hóa đơn phát sinh thì có những cái đơn vị hỗ trợ đã miễn phí cho họ trong thời gian đầu. Thì nếu mà cái hộ kinh doanh nào còn khó khăn thì những cái đơn vị nhà mạng giải pháp sẽ chuyển đổi trong thời gian đầu để họ quen với việc sử dụng hóa đơn điện tử. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này và hy vọng rằng cái chương trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn Đồng Nai sẽ thành công theo như kế hoạch trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trao đổi này.